là 55 là bỏ 200 tư nữa là 1.600.000 là 35 rồi. Bây giờ tôi tính tiền nè, bây giờ hai trăm rồi tự động đi, đúng rồi, tại vì bác học cũng cao á, 495 cho 500 đúng rồi. Ôi trời ơi, mà tính khôn quá vậy trời, trời ơi 490 tôi bảo tính 400 đi, 220 là 170, 204 là 160, 160 là 400. Mày bị khùng, 240 cho 160 là học trường nào vậy? Là 16 tờ, là 160 trừ cho 35 là 204 là nhiêu anh? 240 thì 24.000, 24 tờ. Đúng không? Bây giờ tổng cộng bây giờ kêu anh đưa 50 đi lời bỏ. 240 mà đưa 50. Thôi bây giờ 240 bây giờ anh đưa 300 đi lời ăn lỗ chứ. Trời ơi, không có má, cái này đúng 500 trả ông lại 5.000. Thì bây giờ là 500.000 đúng không? Tiền chuyện là 240. Trời ơi má, má hôm bữa là lễ phụ nữ. Hôm bữa là 20 tháng 10 bà là phụ nữ mà phải bán mà vừa cho người ta. Ta mới thể hiện bà là một người phụ nữ. Ta cho bông hồng đi. Thì bông hồng bây giờ bà không có bông hồng. Cho bông hồng gà đi. Bây giờ bà cho bông hồng, bà không có bông hồng, giờ bà cho giấy số đi. Thôi. Ồ tự nhiên ngày 20 tháng 10 mà bà không lấy tiền ta, bà phải thương yêu người ta, ta bà mua một tặng một tờ, bà tặng ba tờ. Giấy số bây giờ cạnh tranh rất là nhiều. Bà thấy bây giờ Thảo My không? Đi luôn đi, luôn đi. Đừng đứng đó đi. Đó chưa? Bây giờ Thảo My người ta bán giấy số rồi, bà phải bán cạnh tranh, bà bán một tờ bà tặng năm tờ. Bà bán mà giữ mối. Cái này là mình bán mình yêu nghề chứ đâu phải mình yêu tiền. Trời ơi bán lầu le hả? Nè bây giờ anh mua một tờ đi, em tặng anh 5 tờ là 6 tờ đó. Anh đưa em 11 ngàn thôi. Ủa đâu nha, tôi cái đó là 500 tôi khói còn lại. Tính hết luôn hả? Rồi em mua gì dữ vậy không anh mua? Để, mày vô viên cá mày mày bán có cao cao mua cao mày đâu mua. Tôi đang nói chuyện nhỏ với khách, bà làm gì vậy? Bà không nghe, tôi đâu nói nhỏ, bà đâu có nghe đâu. Ông đâu kê đi đây đâu. Ý là họ mua tờ hay tờ thì biết sao không? Anh mua vậy hồi bà về sớm lắm á. Lại mua rồi 400 ngàn. Đi bỏ vậy bà về sớm lắm. Ông bây giờ mua tờ nữa nha. Ờ. Chết. Đi đi, thôi trời ơi, nó trong bạn nó biên. Thôi, ơi, thôi chứ rồi. Thôi thôi. Nè bây giờ giấy số của chứ bây giờ gửi cho Khoa nha. Thì bây giờ mua bây giờ rồi. Bây giờ đổi nữa, bây giờ mình đổi 30 tờ mình lấy 15 tờ. Số đẹp nè. 47 tờ nhưng mà số xấu mà đổi cái số. Thôi. Giờ. Ê. Trời ơi, ai cũng ủng hộ ai hết, trời giấy số. Rồi bây giờ giấy số. Vậy giờ giấy số sao nè? Tôi giờ mua được tờ không? Dạ bây giờ. Trời ơi, tiền quá. Rồi. Mua đi, gọi điểm cho bà tôi. Bà này tôi đi kiếm đàng hoàng. Hồi xưa giờ tôi dễ thương với bà, tôi có bây giờ tôi lan. Bà mua rồi, tôi mua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43 tờ. Ủa giấu đâu mà dòm, cái gì mà dòm từ trên xuống dưới? Đếm nhà bốn con, mày đếm không có đúng rồi ba. Đếm xuống kỳ vậy. Cái gì nè, anh cầm 43 đi. 47 cờ là cái gì chứ? 43 nè. 43. 44 nè, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 nè, 60 nè, 60 tờ này dính quá nè, đổ nước cho nó. Ê! Nó trơn á. Không kệ mày. Vô viên mày đổ tường vô đi. Ôi ơi, viên xấu cả đầu. Dính quá đi mày. 60, nãy 60 đúng không Toàn? Đúng rồi. 61 nè, 62 nè, 63 nè, 64 nè, 65 tờ. Tổng cộng lấy chặn 60 đi. Tổng cộng là 65 tờ thôi, tính ảnh ra 50 tờ thôi. Chứ bán được rồi. Là nhiêu? Dạ đúng rồi 43, tổng đó là 65 tờ. Lấy tiền 40 thôi. Dạ đúng rồi, 65 tờ không tính 50 tờ. Tính 50 đi. Bớt đi. Ông cho tôi rồi, bắt tôi bớt. Ờ, ý là, anh ơi, à, dạ, 65 tờ từ từ anh. 65 tờ là nhiêu tiền ta? Rồi 550 phải không? 65 tờ là dùng tờ 10.000 đi, 65 tờ 715. 65 là 715. 715.000. Trời 700 mỗi. Thôi. Đúng rồi, bớt 15.000 đi khách mối kìa. Được không?
gọi bỏ luôn 35 đi. Trời cảm ơn anh nha. Em chúc cho anh sức khỏe. Mà bo là Thu Hương lấy cái đó, bo Thu Hương lấy. Thu Hương đếp. Dạ cảm ơn anh. Trời ơi, em chúc cho hai anh lúc nào cũng được không? Dạ cảm ơn. Nè cho em gửi cái số anh nha. Em cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh này, chúc cho anh sức khỏe nè. Ôi ơi, tiền tao quá, tiền này mày cảm ơn tao hoài vậy. Ý là chúc hai anh, người ta mua cái số cho mình phải ăn cái viên chi, mình phải cảm ơn. Dạ em cảm ơn anh rất là nhiều nha. Cảm ơn đã thương yêu về chức nè, ủng hộ nè. Và em sẽ dùng số tiền là 700 ngàn này là em sẽ chích ra, em cho những người đeo vàng đồ này kia xin nọ để giúp. Cái gì vậy? Tiền từ từ mà làm gì vậy? Mà giúp được đồ quá vậy trời. Từ từ không ổn thì như hai vị cháu mình từ từ tính. Bây giờ là hồi nãy tiền giấy số của vị chức là nhiêu? 715 ngàn đúng không chị? Đã còn 35 ngàn tôi với bà kia. Bây giờ bà 250 đi, tôi 500. Không hả? Chứ... Con dám đưa tôi. Ê, đúng, bán vậy nha. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Bình tĩnh, bán hết cái số rồi. Ảnh mua hết. Ảnh là... Em không có dám đưa ra. Thôi bình tĩnh, ý là mình bán hết rồi. Thôi nè. Đó, giữ hết luôn đi. Ảnh bỏ 35 ngàn của tôi, coi như là bà của bà luôn đi. Đó, mỗi người một cuộc sống nha. Nha, bỏ đi đừng có... Bỏ đi chứ. Bỏ đi. Thôi được rồi, hết cái số rồi. Đó bây giờ bây giờ giống như là anh thương hai người luôn, anh vừa thương về chức mà vừa thương Khoa luôn. Hồi nãy tôi bóp con biên biệp 40 tờ luôn hả? Chết rồi, anh ủng hộ hai người luôn rồi kìa. Trời ơi đó, bây giờ Khoa đang anh ủng hộ cái gì chứ? Không, anh mua cái gì chứ hết rồi. Thôi bình tĩnh, thôi nè, đừng nhặt nữa nè, không có khóc nè, đến đứng chắc nhìn không có khóc. Cái gì vậy? Ý là trời nó hôi lắm. Đây đứng dậy, đứng dậy. Người ta không có mua vé số đâu. Đứng dậy, nhảy lên. Ngoan, nhảy lên. Rồi, ông bà đứng ghế tôi. Kiểu là nước sông bị mập nước giếng, hai đồ đứng chung đi. Nở mặt ảnh đi. Tình thương, mến thương đi. Bà bán vé số sao bà gai rẻ quá vậy trời. Qua, qua đây đứng rồi, qua. Xong rồi, quá sợ rồi. Rồi đó. Ê, bán trong về hả? Ê. Rồi, chụp rồi, lên chụp luôn rồi. Ở đây chụp nè, bây giờ mới đâu vậy trời. Bây giờ cái chu bỏ, ai coi bà bên đây nè, cái máy bên đây nè. Trời ơi, cười lên chu bỏ đi, chu bỏ thả tim. Bắn tim đi, bắn tim. Ê, chưa gắn chân này, gắn chân vào. Cái chi đẹp mà. Chứ cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh đã yêu thương mấy idol. Cảm ơn số. Anh, đẹp trai. Thấy chưa? Ủa đâu rồi? Nãy nói xấu, nãy cơm chưa mua, nó ăn thịt xấu rồi hả? Thôi bỏ vậy bà, đừng bị lượt, thôi đừng có đụng tay đụng chân má ơi. Thơm quá anh, cài dầu ôm. Thơm quá kìa. Sức đái mà. Thôi. Kìa, bà nó mới nói sức đẹp quá kìa. Có uống nước ngoài đây nè. À sức đúng hả? Ô mô quá, xuống ô mô quá. Ô mô gì má? Ô mô nhặt đồ, mày cậu. À quên, bà sức hà nước mắm năm ngư. Ủa đi về hả anh? Hả về? Anh đi về hả? Dạ bà cả ngày ăn cái gì với em ạ? Ê! Bà chỉ bói cho tùm lum tùm la vậy trời, tôi đang bán ở đây bà chỉ nha. Thôi bà không đàng hoàng thôi, tôi thu tiền bà đó nha. Trời ơi trời, bấm hết rồi. Ê trời ơi, cái gì vậy? Vậy á. Sụm đủ quá. Dạ mời ơi. Chứ cảm ơn anh. Dạ giao lưu khách gái đi trước lâu rồi chứ không có giao lưu. Trời. Bây giờ bán hết giờ chơi nè. Dạ bây giờ bán hết, bây giờ ngồi chơi với anh đi nè, ngồi xuống. Ngồi nghe Dũng Trình kìa. Dũng Trình. Tại á, mày dừng ghế rồi sao ngồi. Rồi chắc chưa? Rồi thì trong thời gian giống như là cái combo mà giống như là khi mà dì chức bán hết á, vị khách nào mua cho dì chức hết vé số thì em sẽ đại diện anh, em sẽ tặng cho dì chức ba bạc tay. Ông mặt rắn sừng. Sừng. Tiểu đi. Sừng. Ok rồi. Thì bây giờ tán sừng thì anh sẽ cho quyền em là em sẽ giọng như con bướm mà. Đi. Đương nhiên. Anh kích động nha. Nhẹ thôi. Ok, anh chưa nhẹ kìa, tôi giọng. Trời ơi, tôi kích động mà tôi giọng. Tôi giọng nhẹ thôi. Anh nhẹ thôi. Cái tay chân của tôi nhẹ, tay chân tôi nhẹ. Ê, mày đâu giọng bụng mà cái túi mày cứ một. Không có giọng bụng mà giọng cái khác. Ý là tôi giọng như con bướm mà. Con bướm mà nó hung dữ quá kìa. Tôi chứ cảm ơn anh nhiều nha, thấy không? Anh đứng tôi giữa nè, anh ủng hộ gì vậy chứ? Anh ủng hộ cho Khoa, thấy người ta thương, chia thương đồng đều không? Nói chứ 100 người bán dạng người mua, ai cũng cần kiếm cuộc sống hết. Thì sao bây giờ mệt mỏi vậy? Chưa? Thấy mệt quá vậy? Hai anh tự đâu lượng? Hóc mồm kìa, hóc mồm mà biết làm gì không? Không ở Cà Mau. Hồn con mắt. Tự nhiên người ta đang ở đây. Ở hóc mồm chi, ở Cà Mau á, mũi cắn nó đà. Hóc mồm là hồn hay con mắt? Ôi.
hôn mất túi chi vậy má? Ý là má không? Nó có hôn. Hôn vừa hôn vừa móc á, móc hôn là vừa hôn vừa móc là móc cua bắt. Cậu đó ăn chay nó bắt ngủ giọng á. Trời ơi, bà bán ngủ giọng lắm anh. Dễ thương anh ha. Không anh ơi, tại vì người ta bán cái số á, đừng có nựng mặt không có nên. Anh phải giả vô mặt bấm. Đi nha. Ờ rồi rồi, anh ý là anh yêu cầu ở đây chơi với gì chứ. Giữ đâu mà đâu đánh ta không. Ôi, thôi giờ không đánh thì được, đưa giỏ tiền em giữ cho nha. Đi. Trời anh thấy em đàng hoàng không, em giỡn không chơi với ba đâu có gì đâu không đây. Giỡn mà. Cái giữ cái túi một chút. Không, chú xuống hóc môn lấy lắm. Trời ơi, chú xuống hóc môn lấy, bây giờ bà xuống hóc môn. Bà xuống hóc môn cho không? Xuống hóc môn ha. Không, ngủ giọng, ngủ trắng. Không, mình cho ngủ máy lạnh mà. Giờ có phải không, bà phải đứng đi. Bà phải đứng đi kiếm thêm đi. Bà vô nhiên đi đâu. Bà vô nhiên bớt ông đây, ông đưa tôi coi. Người khách đó, người ta mới dùng mấy chiếc bảy số. Má này ông đàng hoàng, thiếu uống miếng nước nè. Uống nước đi, số hạo hạ xuống đi. Rồi, từ từ thôi nè, từ từ. Rồi, xuống xíu đi. Uống hết luôn lại. Rồi nè, bây giờ em xiết nè, em đổ trên đầu, đổ xuống không, rớt nước xuống anh tin không? Đổ đầu. Quên. Hiểu lầm. Rồi hết chưa, bên đây bán chứng tờ. 200. Ở này bán 200. Có mà lên hình nó không đẹp nha. Dạ. Bà dễ thương lắm con, cái bà thấy ghét, bà gai dẻ anh. Hiểu không, bà hay gai dẻ lắm. Đâu lên hình sao thấy ghẻ, bây giờ đâu thấy ghẻ đâu ta. Ghẻ người ta phụ. Ghẻ nè, ghẻ nè. Má này dữ trời. Bà làm gì vậy? Bà hôi quá. Bà dành con bướm, bà là thúi quách à. Dầu hôm hiểu gì? Nam ngư hay là gì? Phải, dầu hôm chi coi. Trời ơi, ôi. Dầu hôm hiệu chi coi. Cây. À, hay khó chịu. Có áo này. Ok, rồi bữa nay có bằng áo giáp không? Ôi, trời ơi. Áo khoác. Ê, trời ơi. Cái bánh bao mà thiếu rồi, mày đừng có dạch lên. Khách người ta không ăn bánh bao đâu. Trời ơi, tội nghiệp bà lắm anh. Ủa, ngày bà bán có 200 tờ, bà làm gì bây giờ mà anh dữ vậy? Khách tôi nha. Đẹp không? Ông xã của tôi đó. Được làm gì mà ngó gì kỳ vậy? Ngó gì dữ hả? Làm gì vậy? Trời ơi, sao ngó gì dữ nữa? Tại tôi có lẹ lắm. Bố mày chưa vừa dẹ, cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn. Lâu lắm rồi em với lại bà mới tương tác á. Tại tôi không có anh. Em tính chính là em có đi show nhưng mà em vẫn về quán. Tại vì bà giống như theo tiếng gọi của con chim á. Bà dạng là giống như là mê chim bỏ bạn. À, có chăn quên đèn. Ê anh, nãy em thấy thằng đó đẹp không? Nói nhẹ nè. Em đi. Trời ơi, trong nhạc ngộ dữ vậy. Trời khách đó. Ai? Ho nè. Đó bóc chi mà để ho. Có hoài cũng vậy, đưa giỏ tiền đi. Nặng quá nó. Chua làm gì làm mà có buông giỏ tiền nè. Cô mà cô. Đi đưa, đưa ra bông đi giữ cho nè. Đi. À, không chịu luôn. Đẹp. Lâu lắm rồi em với bà mới tương tác cái đó. Cái gì trên đầu đẹp quá vậy? Chân mày phải xăm lại. Đâu đưa cái tay đây. Đưa cái tay này coi bỏi coi. Lâu lắm mà tôi uống coi bỏi nè. Nè, em coi bỏi cho bà nè, anh dòm nè. Thấy chưa nè. Bà chuẩn bị nè. Bà chuẩn bị sụp nụ nè nha. Không phải, sắp tới là bà không được bận đồ trắng nè. Tại vì trời chuyển mưa rất là nhiều, bận đồ trắng nè. Bà đi dép nó dít lên, sình vô, giặt cực. Ủa tài chứ giờ sao? Chứ coi bỏ dành đi. Tối ngày coi bối hoài coi đâu. Mới mua vé số anh cho 25.000 đó nhớ không? Ơi giời. Bậy bạ, ông tuổi gì? Có tuổi gì? Mèo. Mèo ông hạt với tôi á. Ui. Năm nay có tiền bận bội trong gia đạo dù qua ao chú tiền lớn á. Hay bệnh nhức đầu. Ở nhà thì đang thở một mình. Xa gia đình lập lên sự nghiệp. Ui. Chơi bạn giọng dạy cũng thiếu nhờ ai á. Hay quá. Lúc bố nào cũng có tiền. Ôi hay quá. Đâu năm tiền lớn lắm á bất ngờ. Mà cái đúng số không chứ cái đầu. Ai biết. Nếu tôi trúng tôi để tôi trúng rồi. Trúng hay vô. Vậy là bán nãy giờ bán vé số không trúng rồi. Mai giờ mua anh chơi. Thôi chạy lo bớt đi. Vé số bỏng có tâm. Trời ơi. Bán thấy chút cho người ta trúng rồi. Tự nhiên người bán rồi nói mai vé số rồi tôi biết trúng tôi để lại. Nó chết rồi. Rồi chết rồi bán vé số. Thôi chạy bớt vé số lại đi. Chạy bớt đi anh ơi. Chạy bớt nữa rồi. Thôi bắt thang lên hỏi ông. Mua vé số mà đòi trả lại ông chờ nói tao cho hủy còn bị gì. Thôi ông được hay không. Trời ơi, chụp hình hoài vậy? Cái gì vậy? Chụp tôi mà chụp bà đâu trời.
dễ thương lắm. Tụi ai giả vô mặt bà ba phái lắm. Giả mặt mày đi. Quên, hiểu lầm. Giả mặt 64 tuổi mà giả mặt 64 tuổi mà da đẹp quá vậy. Da con bướm còn đẹp nữa. Đi, không giặt bướm ra ngoài. Trời má này băng bánh không đi mà nghe nó nói hoài. Con bướm đẹp lắm, con bướm mắt đen mà, nó phải ba. Cho anh con bướm đi. Bấm mày đưa ra cho cặp đầu con bướm. Ý là tôi bấm luôn. Ý là tôi con ong. Của bà con bướm, của tôi con ong. Cây calendula. Quay hoài vậy trời. Trời ơi, anh quay đi chồng tôi, bà quay đi anh. Trời ơi, bà làm gì bà gai dẻ hả? Bà bán hết chi số bà gai dẻ, tôi mượn vỏ tiền mà tôi đử luôn á nha. Rồi bây giờ lát về sớm bữa nay thứ bảy cuối tuần, dạ đúng chứ bữa nay về sớm phải không? Nay đi giao phố đi rồi bà, phố đi bộ làm chạy á. Ở đường có hai người lấy chân đó là một xếp được đi số sợ làm về đội chị biết đội đội vậy hả? Sao Cao Hải không thấy đâu phố đi bộ á chết rồi bà nói bữa nào ra gặp tao hoài rồi bà nói người ta ra ta ủng hộ tôi nha. Đi ra quả lại gì quả sĩ lẻ mà là sĩ là lẻ làm lẻ hay sĩ lẻ lẻ là sao sĩ cái là nhiều, sao cái nhiều chết nhiều nó đi bộ khu đi 150 bao còng không rẻ quá gì đâu chứ có làm đi luôn không chứ có làm không đi luôn tôi làm chi ông nội đi đâu tôi đi đâu đỏ hay ủi đi giá cao kìa vô trọng mà bà vô trọng mà thổi kèn mà có làm gì đâu mà sợ. Trời ơi, có làm gì đâu. Có ghế tình yêu chồng á. Ghế tình yêu để kêu Quy Nhung bán bánh lăng. Thôi, Quy Nhung đi. Không phải. Đi giảm giá đi kìa. Trước đâu có làm không chứ vô trọng cũng đâu có gì mệt đâu mà người ta mình hỏi. Bao nhiêu cảm ơn anh đã nãy giờ hợp tác với tụi em quay clip nha. Dạ bây giờ em sẽ trả số tiền cho anh là 700 mấy 600 mấy trả lại giấy số cho em nha. Không phải ý là mượn quay clip chơi ha. Đi tay bớt đau khổ đi. Bớt tay đi về nè. Rồi. Rồi trời ơi, dễ thương quá. Bán lúc này lúc nào cân. Bạn ăn đi chứ ăn ăn thụ ra. Anh dễ thương không? Ăn thụ đi. Hay anh ở đâu nè, nãy giờ nói đâu quên rồi. Hóc Môn. Rồi ôi. Nhớ Hóc Môn luôn. Bà thích là bà thích chai Cà Mau. Tại vì Cà Mau anh biết rồi, cũng cua bự lắm. Đùa chai Cà Mau cũng cua bự. Nãy mình quên nó ở Cà Mau em. Bà mới bảo thấy chai Cà Mau lắm, chà ba con cua chà bá là đúng không? Bà thích cua bự đúng không? Cua. Con cua. Cua. Con cua. Nãy giờ tưởng đâu ở dưới. Con cua nó hơi bụng á, bà chịu chế không? Chịu không? À, bà chà. Bà chà hết. Vậy hả? Chịu qua vô trong ngủ đi, nay đi rồi. Nói chưa bà cũng thương ta. Xưa thương. Bà đạp chồng ta mua đó. Công viện luôn. Chà nó lấy những số đi rồi bà có cho không hay là sao? Bán kệ nó ai nói. Nghĩ là hồi nãy giờ ổng đó đúng chứ không? Chứ có chồng mà hả? Chứ có chồng. Chồng đâu chồng phải hả? Hả nhiều chồng. Ôi trời ơi. Ghê vậy. Bỏ nó rồi. Ghê vậy. Bỏ nó lòng chết.